lợi ích khi dùng tỏi trước bữa ăn. Ăn 1 đến 2 tép tỏi trước bữa ăn có thể giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy sản xuất các enzym, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Thành phần dinh dưỡng trong củ tỏi góp phần ngăn ngừa nhiều bệnh mạng tính và tăng cường sức khỏe tổng thể. Ăn tỏi sống đem đến nhiều công dụng do enzyme allicin có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống ung thư. Nhai tỏi sống trước bữa ăn có thể giải phóng các hợp chất chứa lưu huỳnh mang lại nhiều lợi ích, chỉ nên ăn một đến 2 tép tỏi mỗi ngày, tránh nhiều hơn vì có thể gây hôi miệng, ở chua, các vấn đề dạ dày và tác dụng phụ khó chịu khác. Giảm cân, ăn tỏi trước bữa ăn có tác dụng hỗ trợ giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn. Nó cũng có phần kiểm soát đường huyết, quản lý cân nặng hiệu quả hơn. Tốt cho tim mạch, một tép tỏi sống chứa nhiều manga, vitamin C, selen, chất xơ canxi, đồng, phốt pho, sắt, vitamin B1, vitamin B6 và kali. Nhai tỏi hoặc nghiền nát để tận dụng lợi ích giảm cholesterol, chất béo trung tính và huyết áp. Giảm lão hóa da, đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn của loại gia vị này có thể giảm viêm, giúp da tươi sáng hơn. Tăng cường khả năng miễn dịch, tỏi sống rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất chứa lưu huỳnh, tăng cường hệ thống miễn dịch. Nhai tỏi sống thường xuyên có tác dụng giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thúc đẩy tiêu hóa, ăn tỏi khi bụng đói còn có công dụng kích thích tiêu hóa, cải thiện sức khỏe đường ruột. Nó thúc đẩy sản xuất các enzyme tiêu hóa, hỗ trợ thải độc hệ thống tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Giảm đau viêm khớp, người mắc bệnh viêm khớp ăn tỏi sống có thể có lợi. Đặc tính kháng viêm của tỏi góp phần giảm đau cùng các triệu chứng khó chịu liên quan đến viêm khớp. Thêm tỏi vào chế độ ăn hàng ngày góp phần duy trì chức năng xương, khả năng vận động tốt hơn. Kháng khuẩn, ăn một đến 2 tép tỏi trước bữa ăn có thể chống lại mầm bệnh bao gồm vi khuẩn, virus, nấm và có lợi cho răng miệng. Chống lại tế bào ung thư, hàm lượng chất chống oxy hóa trong loại gia vị này giúp trung hòa gốc tự do, yếu tố làm tăng sự phát triển của tế bào ung thư. Thêm tỏi trong các bữa ăn là cách đơn giản để hạn chế khả năng mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.